Khi mà anh nhận kịch bản và cũng trao đổi anh Phong cũng nói với anh là có một cái vai diễn thế này. Khi anh em ngồi uống nước, anh Phong nói cái vai diễn này đương nhiên nó là cái phản diện, nhưng anh không nghĩ là nó đến mức nó theo kiểu cấp số nhân ấy. Sau này mình sẽ nói khán giả có những người nói với anh là tức là cái sự tàn nhẫn của anh nó theo kiểu như nó nguyên tử, nó cấp số nhân, người ta lên cấp số 4, tức là khủng khiếp đến cấp số 4, bom nguyên tử cấp số 4. Thì anh sẽ nói là 4 cấp. Thì anh Phong nói như thế, nhưng sau đấy thì trong môi trường công tác của anh lúc đấy thì anh phải hoạt động âm nhạc cũng rất là bận, các chương trình lớn thì anh chuyên về viết kịch bản âm nhạc rồi biên tập âm nhạc rất là bận. Sau đấy thì hỏi một người bạn rất là thân của anh là diễn viên Phan Anh, anh Phan Anh bảo không, ông nhận đi cái file này lên lên tham gia. Và anh cũng nói với anh Phong là ok, em rất cảm ơn anh và cảm ơn tổ chức sản xuất là đã chọn em hứa và hy vọng em sẽ làm tốt vai diễn này.